cái nắp ra thì xe này nói bữa ông chạy là bị hết nhất lần hả? Ở đâu? Ở trong Sài Gòn luôn là thay còn chút mà hả? Còn 4 ngày nhất ờ cái nó mới bị khét khét cái này nè, hên là nó chưa lấp á, nhưng mà cái cam với cái này nó bị xước xước rồi, thì sân cam thì nó dùng rồi nè, mình phải làm sân cam với cái tăng cam trước đó. Với lại cái láp nó hơi hú, với lại nó hết hú hết kêu cọc cọc, chạy qua mấy cái gờ gắm tóc hoặc là cái ổ gà cái cọc cọc đó. Làm mình khắc phục cái lỗi đó luôn, với lại làm một cái con heo dầu thắng đĩa đó nha, thắng đĩa nó không kêu rè 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 hết. Rồi okay. Ý này nó bị rờ cái thắng đĩa nè, rồi nó bị kêu láp nữa, cọc cọc quá. Mình làm lại hết luôn nè. Đó, em thấy không, nó lắc lại không? Đó, rồi đó, khi mình chạy á, cả tầm 50 đó, mình giữ ga nè, cái là cái mình rà nhẹ tháng sau thì nó hết, nó bị cái này. Cái này bị sinh cam nè, rồi cò nữa nè, làm lại cho nó hết kêu. Nó xào hũ rất là nhiều nha, mình sẽ đi xử lý nhiệt tiêu công nghiệp lại cho cái lắm nó êm, thay hết mẹ này chạy lâu năm á, nó cũng xào hết rồi. Chứ mình đi làm hay có một ngày rồi mình chạy lâu năm á, nó sẽ bị rơ, bị rè cái đĩa nó là kêu tiếng sinh hoạt xe nha. Giờ mình sẽ khắc phục lại hết lỗi này luôn đó. Một xíu là mình sẽ lắp vào test cái lỗ em của cái láp đi vào nghèo nha. Rồi cái ta thấy xe này đây mình làm đĩa là thêm dầu cho nó cò rồi sinh cam rồi lại hết rồi, cái nồi nó còn kêu nha nè. Trước khi làm cho anh em coi nha, rồi giờ mình sẽ làm mình làm láp luôn, chui láp sẽ lấy lại nó hết kêu hết hú luôn. Mình thay cái mặt đạn, thay cái sinh cam mới của DD của Nhật lên nè, thay cái phốt dên lọc gió đồ chơi như cái gòn láp, làm hết kêu cọc cọc hết hú luôn. Nhưng mình chỉnh cò lại nó, cái xe này nó bị kêu rồi. Rẻ 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 không? Làm được nó ngon luôn. Bây giờ mình sẽ rớt cái sân cam này ra, sân cam cũ nè. Nó giãn rồi nè. Mà xe này có lần chạy á, quên thay nhớt rồi, nó cháy. Hồi là nó chưa có lúng cam cò, chưa có, nó cũng bị hơi nhẹ rồi. Bây giờ mình sẽ lấy sân cam ra, rồi mình thay ha. Ok. Tại cái phốt luôn, phốt này nó bị chảy nhớt ở đây rồi. Lâu ngày á, nó hư. Ở đây chỉ hấp ấy rồi. Đây chỉ hấp ấy rồi. Audio, 300.
Rồi bây giờ mình ráp, giờ mình hổ máy cho anh em xem ha. Con xe con gà còn làm nữa này. Cái đó phải thì mình thay sim cam, làm cái đĩa theo dòng chỉnh cò với cái phần nồi, nồi mình làm bánh nồi, mình mở tua luôn, mình thay bánh bi nè, bẻ độ, mình dớt theo bài mình. Cái dây cua rò nó vượt lên mức này luôn, còn zin nó thì nó tới đây thôi. Nãy có quay cho anh em coi á, mình làm chuông nè, bố luôn, nó so. Lục gió được chơi, nó giúp cái lưu lượng gió nó nhiều hơn nha anh em. Gió zin thì chạy thời gian nóng bụi rồi, chạy không ngon, nó hao xăng nữa. Rồi làm xong rồi mình test cho anh em xem cái móc nó ha. Phốt này mình hai luôn rồi, hai sinh cam này, phốt chỉnh cam cò tăng cam, rồi ăn đĩa, làm láp và hết kêu rồi, thấy không? Rất là im luôn, thấy không? Không có kêu cọc cọc, cố tình mình dặn luôn, không kêu. Rồi heo dầu á, mình làm lại nó cứng hơn, không có rơ nữa nè, không nó nằm chỗ nè. Hồi nãy nó rơ á, anh em lắc cái nó sụp xịt rồi. Bây giờ mình bắt vô, mình test cho anh em xem ha. Đây là mình thay bạc đạn láp nè, bạc đạn này, xin cam nè. Còn xịn hết nha anh em. Thấy sau khi mình lập nồi, mình lập gió, mình lập máy rồi đó, mình lập máy nữa. Như kiến thở là, không? Nãy là nó cạch. Hôm bữa là nó kêu đây nó, hôm qua. Đây làm xong hết rồi, đây lập nồi. Hết rung đầu nhẹ xe rồi, bao anh em chạy bao anh em test luôn ha, có bảo hành cho anh em luôn. Rồi cảm ơn anh em đã xem clip nha. Sạc ý trong nhà chỉ sạc ý audio and 300 tiếp tục một buổi chiều. Hôm nay là ngày bầu cử. Vario, cái thằng
Ninja Lea chắc ấy ấy 3 chiếc. Wow, F300 Liberty Novo FH gì? Cố gắng xong xe cho anh em nha.